này ra ngoài thôi. Em đang ngồi bọn thôi, em té luôn đây. Ném bố quá nha. Ôi em té đây, em mới chỉ xích ra đi. What the té? Anh bọn em ở bên ngoài nó, bọn nó ở trong súng, có súng này. Dead. Súng đâu, súng đâu. Té đi anh. Té có gì? Lụt đi. Anh không rút. Anh ngu. Ok, ok, lúc được cố gắng nhá. Đừng có tao tiếng đồng. Okay. Đừng có để cho họ nghe tiếng chân luôn đấy. À gần em có. Thôi em té đây. Em té. Té đi Linh. Té. Súng đan muốn mà bắn. Nó vây cái nhà anh rồi. À, thằng này không có súng á. À. Hello. Chỗ để nhảy xuống nó cũng đang đứng ở dưới luôn. Hello. Mẹ hai đứa kia chạy xa thế. Không, em kêu em tẩy. Ui, bắn thế cùng chết này. Vô lý này. Nhanh thì vào lôi ông Tuấn ra kìa. Đây, em có súng em vào đây. Chưa. Ồ, có scar rồi, ok. Đây. Nó mấy thằng con, mấy thằng anh? Anh có thể tả qua cái khu vực anh đang đứng. Tả con. Thì răng anh tả đi. Anh phải tả để bọn em còn vào nè. Nó đông, không biết tả kiểu gì à? Lên đây này, yên. Nói nhỏ không nó biết đấy anh. Anh chuẩn bị sẵn 42 viên sóc lọ chờ ơi. Em con quả bom lên anh hứng nhở, để anh con ra nhá. Hứng cái quần que. Còn lên được anh, con lên được. Bọn em có vào được không? Bọn em... Từ để anh xem đã. Nó ở bên ngoài rồi này. Ở ngoài viên nhà ấy, nó vào trong nhà rồi. Biết. Từ để anh dụ nó nhá. Dụ ơi. Đã nghe. Lên được rồi đấy, Nó ở dưới. Dưới nhà. Ok. Trúng mấy viên rồi. Rồi xong rồi. Hay quá. Anh từ từ không? Để anh chiến thuật không? Thần kinh thép không? Để anh thần kinh theo. Trời ơi. Lại là anh làm. Anh chờ cho đến bằng được bọn em quay lại đấy. Tất nhiên. Lại là anh đéo thì chúng mày hai đứa chạy hết. Nó có súng thì không chạy. Nó có súng trả chay bọn em quăng ra ngoài. Đúng rồi, em bên ngoài mà. Đấm nhau. Thế anh bị chúng nó đấm bằng cái gì? Đấm bằng cả bác đại đồng mồm đúng không? Tay bò. Nó nhồi cả băng đạn vào mồm hắn còn gọi em quay lại ạ. Quáng thì quáng người ta ở đấy, ngoài lắm đắng. Cái số tận. Nói chung là em đèn lắm. Nói chung top 1 rồi, lắm. Nếu hiểu quay vào ba đứa đấm có phải không? Quay vào ba đứa đấm. Thôi làm sao lân đuổi kịp đâu. Anh ấy lúc nãy tổ đấm mà anh sống được đó. Anh trốn ở bên trong. Đấy sao anh không trốn đi anh như anh Tuấn kìa. Bắn sóng gần này à mày. Ba thằng quay vào đấm người kiểu gì đó chết. Tại sao anh Tuấn không bị quay anh đen thôi. Ông Tuấn đâu ơi. Tại sao anh cứ đen như thế nhở. Bực tiết rồi. Tại sao anh với mày với xích quay cùng ở ba thằng hai đứa chạy anh à? Em rượt anh không chạy được luôn. Em rượt ở ngoài luôn. Em cũng ở bên ngoài. Em định để vào nhà thì em thấy đằng trong nhà. Thấy tại nhà mày, nó nhặt được mày, cái gì mày, đó. Bây giờ người ta nói nào thì mình tin như vậy thôi chứ biết làm sao. Ui giời ơi, làm sao vậy thế? Anh chạy qua stream em tua lại phát ra biết em nói thật hay không này. Vừa đáp dù thế hai chị em đã rủ nhau chạy đi chạy đi. Anh cũng thấy anh định đẩy không? Đây, nếu mà bọn em ở trong nhà. Nếu bọn em ở trong nhà thì làm sao mà chạy được đúng không? Trong nhà quá đông. Vượt người ta ở ngoài kia nữa em thấy cắm nhu xong cái lơ thấy em nằm bực. Mà bọn em chạy luôn. Thế đó ạ. Như vậy đó ạ.
Rồi anh thuật đi đó. Tiệt mày giấy đó mà anh hai. Mày không thoát được đâu con trai à? Tôi bi con tình yêu. Chắc dồn vẫn sẽ nói với anh câu vậy. Bọn nó bắn nhau với ai nhỉ? Bọn nó bắn nhau chơi chơi cho vui cho thôi. Anh lại gọi. À thấy rồi này, thấy rồi. Nhà này này, tầm đoạn này này. Enemies đang chạy sang phía đường bên phải. Phía đường bên phải à? Ok. Đừng có cần đánh vang được không chị? Em không, em không, em bắn ca thôi mà. Đi nào, mu 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 mu. Ở đây có AK nè. Trên nhà vàng kìa, thằng hai kìa, nhìn thấy mình rồi. Anh nhìn rồi, anh nhìn rồi, anh nhìn rồi. Bắn đi anh. Lội, lội, lội. Lộ rồi. Cứu. Okay, ok. Cứu. Cứu được đâu. Cứu. Chưa bỏ miếu thì thích. Ok. Cứu. Nó không gạt yếu, được. Yếu lắm. Nó không gạt được hai thằng. Nóc nóc lên đâu không sao hết. Lên đi, lên đi. Ui, cực kéo, cực kéo, cực kéo. Ok. Sao, sao. Trời ơi, cái quả gần mình giúp mẹ cái cốp ba lên. Bọn em bắn cứ bị kiểu lúc nào cũng zoom gần nhá. Em nắp cái cốp ba, ui zoom quả gần quá. Không lia được. Tầm đấy mày làm gì? Em nhỡ tay chỉ vào cái scope. Mình nhảy chân sáo kìa. Ui. Ở giữa đường. Giữa đường. Rồi rồi, bắn luôn nè, anh dã thôi. Từ từ, góc đẹp đã. Nào, 1, 2, 3, bắn. Dã. Ôi, đây là em, mấy anh. Rồi, còn đẹp. Cái đầu phòng. Em mấy anh mỗi thằng sấy một thằng. Ngon, hợp lý luôn. Nhảy chân sáo à? Rồi, chuẩn bị này có một tính nghiêm minh này, là nhảy chân sáo. Cái gọi là cười người hôm trước và hôm sau người cười tiếp này. Chuẩn bị một tính kêu mình nhảy chân sáo này. K này, X8 này, ui nhiều lắm anh ơi. Đâu, K đâu. K, X8, X4, X3, các thứ. Trời ơi. Quá đi. X4 nè. X4, X3 nè. Red Dot nè. Nhặt đi. Căng mấy bể. Nhặt rồi anh ạ. À. Trời ơi. Mũ bà mũ biết. Vứt ra như là rơm như là dạ nè. Thiệt là hay lắm ạ. Bọn em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chuẩn bị bắn chưa? Trời ơi. Lúc nào cũng trong tình trạng giết người anh ạ. Cuồng sát. Sát nhân cuồng sát. Anh ơi. Lúc nào em cũng sẵn sàng ấy. Nhanh nhỉ. Chỉ cần có nhạc là quẩy thôi. Đâu, chỉ cần có anh là quẩy thôi. Quẩy ơi. Quẩy lên. Lúc nào cũng sẵn sàng được ấy. Xuống làm gì rồi này, phải lên. Anh thì lúc nào cũng bị mạnh ấy. Nó kia rồi đâu anh? Nó không có thấy. Chị cũng thấy. Con này hơi điêu điêu nhỉ? Điêu quần quà đi. Trên khu nhà bên trên này đó là anh hai nè. Đen đi mới về điêu này. Đúng rồi. Enemies ahead. Chọn với đó chị. Lên luôn. Đung đinh là lên luôn. Nhưng mà nói này, bó mấy mất con 25 thằng tự ra con rất là độc này. Uầy, còn nguyên luôn kìa. Ừ. Sao bé không lắc. Lắc lưu. Ừ, cứ lắc đi, tí nó lắc nó đống đạn mà. Đây mới là con xe điêu này. Đi các bé về. Con mắc gì ở đây nữa? Người đâu? Mày đang. Ôi trước mắt em, trước mắt em. Hướng 55. Hướng 55. Bọn này đang buồn. Ui. Enemies ahead. Lốc thằng bắn anh. Qua. Lốc thằng bắn anh rồi. Đến luôn ạ. À. Chờ đấy, đậu phòng. Cú lừa. À.
Lốc 2. Em đẩy đẩy. Nó ở đâu em? Nó ở đây trước mặt em luôn, trước mặt hướng N60. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Sau viền sau cái niếp. Công lên, đẩy lên, đẩy lên. Nóc tiếp, nóc tiếp. Mày quá. Rằng em lấy thay đạn. Em trời ơi. Trời ơi. Cái này bấm thay đạn của đấy. Cần ui, 10 giây. Bơm luôn này. Ui, lấy xe hàn xong xong lấy xe hàn tay lên nha lính. Ok ok anh ơi. Đâu? Xe nó đâu? Ở xe chủ xe nghỉ ngơi á. Kịp. Thoải mái. Má của đấy mình thay đạn lỗi thật. Quá lâu rồi. Ai còn nước không? Còn nước thì bảo anh nhá. Ui không còn bình nào anh ơi. Anh lấy con xe đấy đi luôn đi. Anh lấy bác đi đón xích luôn. Lấy đi luôn đi xích à. Em đi luôn. Anh cũng đi luôn. Ui xe lại sắp hết xăng chứ. Kệ cứ đi. Cứ đi. Chắc là đủ. Đừng có ship. Không, em không ship rồi. Để vô bó là được. Tệt trả lụa luôn đấy. Sao anh? Tí nữa tôi lắp xe. Ui anh ơi, tên tôi. Đã nhìn thấy, Ê, nó chạy kìa, nhìn không? Thấy. Chưa thấy. Rồi, thấy. Không được, không dừng đây. Đi ngược lại. Ui, lại đi ngược lại. Lên đồi này. Nó vẫn chưa biết sự xuất hiện của mình luôn. Xe đi nhá. Xe em hết xăng rồi, em hết xăng. Ok, bắn đi. Ui không neo nữa rồi, xem hết xăng rồi. Thôi, lên đây đi em. Đây có cuốn sắp bị chưa? Kìa, đông. Cái đệt. Con bên trên. Nó đẩy. Clear. Hai. Ui, cái thằng đến đâu anh ghê thế chứ? Ừ, hóa ra mình cứu bạn nó rồi. Ừ, đúng rồi. Mãi lùi. Mày quá. Còn 50 giây nhá, còn 50 giây. Ok, không sao. Từ từ anh kiểm tra xe chúng nó xem còn không. Ui, ngon, còn nguyên. Đây còn có xe bít nữa mà. Ở dưới Noe vẫn còn một tím nữa. Ok. Nhớ không? Lúc này bắn thực sự. Chết rồi. Ai thiếu nước không? Ở đây nhiều lắm này. Có, em thiếu. Đây. Này. Ai nọ hai kia này. Ok, xịn anh ơi. Đi, xích thiếu không? Dạ không. Ok. Đi luôn, còn vào bo cuối rồi. Ui, bo này đông thế. Đi. Đi đấu giải nhở? Khiếp vậy. Ui, em được có 4 cứu cho mấy mà đang... Bắn nó gắt nhở? Cảm giác gắt nó rồi. Cảm giác gắt vậy chứ. Em nó khái lên rồi. Ở đây. Đâu? Enemies ahead. No E. Enemies ahead. À, thấy con xe rồi. Ok, anh dỉ lên luôn này. Đừng dỉ hẳn lên cao anh. Chỗ này. Đây rồi. Kìa. Clear team này. Còn team nữa đang bắn. Ok, em biết. Mở dưới như này. Ui, nhìn hôm này. Cảm ơn nặng binh nhá. Anh ơi, nhìn hôm này. Đầy luôn này. Ui. Khiếp. Clear, ôi, xong một. Ui, dễ vậy. Ơ, vừa còn... Tại vì là em vừa thấy còn 12 thằng, em mới bắn được có 2 thằng thì chẳng. Khi đó, tưởng thay, clear luôn. Một nó đến bỡ ngỡ nhở, bỡ ngỡ vậy. Xuất hiện của Nam trong vị trí phù hộ khác. Ngỡ ngàng, top một lần ngỡ ngàng thiệt sự anh Nam ạ. À.